chào các bạn nha. Cái cây da này giờ anh thợ anh ra anh cắt tiếp tục cái da này nữa nghe các bạn. Giờ có thể là anh cắt cái nhánh cho nó các bạn. Ê. Rồi. Có thể là anh ở trên đó anh quất cái nhánh chỗ bự nữa luôn nha các bạn. Ra đi ra. Bây giờ anh cắt lóng cho nó trước rồi. Cái nhánh bự đó nha. Có thể là anh di chuyển vô trong nha các bạn. Di chuyển vô trong anh coi kìa, anh xử lý nhánh nào nữa này nè. À, anh dùng dây để coi cọt gì vô đây. Ở dưới có cái miếu với cái nhà nghe các bạn, cái chạy đó. Cái chạy đó là giờ một hồi là có thể là cắt bỏ luôn nha các bạn. Quỷ diệt cái chạy đó luôn. Không để cái chạy đó luôn các bạn. Cái chạy đó chạy của mấy anh em công trình. À, giờ người ta không sử dụng được nữa. Ta bỏ các bạn ơi. Đó, bây giờ anh leo lên trên đó, anh di chuyển lên đó nghe. Rồi, quất cái nhánh đó luôn nghe các bạn. Ghê không? Thì một sóng đó luôn. Giờ có thể là anh di chuyển ra ngoài các bạn ơi. Di chuyển ra ngoài. À, ở dưới đây có cái chạy này các bạn. Để coi anh xử lý sao nghe. Đó các bạn thấy cái chạy không? Chơi luôn cái chạy luôn ở gì đây. Ý chà. Một nhánh đầu tiên nó sập chạy. Coi cái chạy kìa, đã cái chạy nó bỏ luôn mà. Xử lý luôn mà. Trời ơi, nhánh tiếp tục các bạn ơi. Chắc có thể nhánh này nó dướng vào cái chạy nữa quá. Ý chà, chưa dính chạy, cái chạy còn nguyên. Hên. Cái chạy còn nguyên chưa, còn bây giờ anh cắt ngang cái lóng chỗ đó nữa các bạn ơi. Rồi chưa có gì. À, ê. Trời ơi, sẵn ngay cái chạy luôn rồi. Ôi. Ủa, dùng kinh công đạp cái một. Cây cưa nó bị gì hay gì các bạn ơi. Không biết phải không, anh không coi anh thợ anh coi. Đó, giờ có thể anh chia xuống.
quận 1 có ống nữa. Giờ là có thể là anh di chuyển ở đâu nữa đây? Rồi giờ anh cắt lóng các bạn ơi. Rồi xong phim luôn. Còn một mái nhánh bên kia với cái cây thốt nốt các bạn. Đó bây giờ là có thể là anh leo lên anh qua mé bên này hay gì các bạn ơi. Để coi cái anh xử lý thốt lốt hay là nhánh ở đây. Bây giờ anh thợ anh cắt cái tròn qua cắt cái nhánh bên kia nha các bạn. Ê hên hên đi trời 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 ghê hả. Đó bây giờ anh hạ luôn cái nhánh bự đó luôn các bạn ạ. Có thể là anh cắt ngang cái lóng chỗ đó đó các bạn. Đó, cái lóng chỗ đó là có thể là nó lọt xuống cái chạy hay gì đây nha. Không vô chạy, chích cái chạy các bạn ơi. Đó, giờ có thể là anh leo lên trên nha các bạn. Anh leo lên trên đó, anh hạ mấy cái nhánh đó luôn nha. Ê ê trời trời trời. Ôi ôi ngay cái chạy luôn. Ghê không? Ấn. Rất là ấn luôn các bạn. Các bạn thấy cái gốc cây nó lọt sát với cái miếu luôn các bạn ơi. Trời ơi. Đấy, bây giờ anh thợ anh nhắm hướng để anh cắt cái cây thốt nốt đó luôn các bạn. Cắt vô trong này nè, vô. Vô chỗ nhánh bự đó. Cắt đây vô bên trong này nè. Đấy, bây giờ anh cưa cái cây thốt nốt luôn các bạn ơi. Trời ơi, rất là ghê luôn các bạn. Còn một cốc tốc tốc lốt ngang bắt đầu là anh cưa luôn các bạn. Cưa ngang luôn, xô xuống đây luôn hả gì nè. Xô xuống luôn. Ê, dướng lại cái cây kìa. Trời ơi. Lăn đó. Ghê không? Ở trên đó giống như gan như là một cái sân banh hay sân thượng ở trên đó luôn các bạn.
Thấy bây giờ anh bỏ cái máy xuống rồi các bạn. Giờ là có thể là anh xuống nha. Quá quá ghê các bạn ơi. Cái cây thốt nốt nãy nó nằm rồi nó nháy một cái quá ghê luôn. Đó, bắt đầu là ảnh tụt xuống nha các bạn. Bây giờ anh xuống anh cưa mấy cái lóng ra các bạn. Thấy cái cây này công nhận dễ lắm. Hên là cưa cái cây này cái miếu. Thôi mình xin kết thúc video đây các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo ha.